các bạn, chào các bạn. Mình tên là Sasha và rất là lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau. Và mình rất vui được trở lại để quay video cho YouTube của mình, cho kênh YouTube của mình. Và thực ra là rất là lâu rồi mình chưa nói chuyện bằng tiếng Việt. À, trong video ngày hôm nay mình muốn dẫn các bạn tham quan nhà và vườn của gia đình của mình. Ok, chào mừng các bạn đến phòng của mình. Một cái đẹp nhất trong phòng của mình là da 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 da. Nhìn cửa sổ khổng lồ như vậy. Ôi, đây là những bức ảnh của mình. Đây là mình khi mình 17 tuổi. Và khi mình 22 tuổi. Hai người khác nhau phải không ạ? Sasha rất thích chụp ảnh Polaroid nên có quá là nhiều. Nhiều bức ảnh. Ồ, luôn lá. Đẹp quá. Quá đẹp luôn. Mình muốn cho các bạn nhìn thấy một quyển sách mình đang mua tại thành phố Vladivostok. Đây là một quyển sách quá là dễ thương các bạn ạ. Quyển sách này, This is Vladivostok baby. Đây là cuốn sách dành cho trẻ con. Mình sao sao đã ủng hộ. Đây. Đây là một nơi Sasha đã đi học. Các bạn có nhớ không? Ways to study on the beach. Students all around. While in forest foxes live. Easy to be found. Island is so full of cliffs, waves are kissing coast, fun to swim and to admire wildland at most. Sasha rất nhớ đâu Ruski. Đừng khóc. Đây là Sasha khi Sasha trẻ con cùng anh trai và ôm lại. Còn Sasha rất buồn cười. Ta-da. Không có gì đây nữa. Không có gì nữa. À, nhà Sasha có quá là nhiều bức tranh rất là đẹp. Bố của Sasha rất hướng mộ, rất ngưỡng mộ nhân bức tranh nên mua quá là nhiều. Đây là bức tranh Sasha thích nhất. Đây là nhà thơ kiểu Nga. Đây chính là một lâu đài trên đảo Crimea hoặc Krim. Rất là đẹp. Đẹp. Và cũng có bức tranh này. Bức tranh này Sasha đã mua tại thành phố Hồ Chí Minh cho một bảo tàng. Có một bức tranh nữa. Đây. Mùa đông ở Nga. Đây, bức tranh này quá là đẹp luôn. Bức tranh này. Đây là phòng của bố mẹ. Thì có ban công. Hết con mèo rồi. Luca, привет. Rất ngoan. Rất đẹp. Ôi, con mèo. Con mèo thích nhất của Sasha. Và đây là vườn của nhà mình.
một cái quả này. Mình không nhớ tên của quả này luôn. Không nhớ. Chắc là giống như dâu, nhìn dâu. Dâu đen. Không ngon. Vậy thì có quả gì? Quả này bằng tên Nga là Malina. Quả này bằng tên biết là gì nhỉ? Mình không biết luôn. Đây là cây đào. Nhìn hết quả đào rồi. Cây đào. Cây đào có quả đào đây. Các bạn còn nhìn thấy chưa? Привет. Да. Ну ладно, не буду. Я яблоки снимаю. Đây là quả táo. Покажи, что у тебя. Пози дай. Что у тебя? Đây là quả táo và đây là quả sung. Xin chào. Đây là mẹ của Sasha. Спасибо. Вы свободны. Đây là một quả yêu thích nhất của Sasha. Quả sung. Rất là phổ biến ở Nga, rất là phổ biến ở khu vực Sasha đang ở. Rất là ngon luôn. Rất là ngọt tự nhiên. Ở đây cũng có một cây rất là đặc biệt. Và cũng có một quả, mình không biết tên quả. Quả này là gì? Các bạn có biết không? Quả này. Và cũng có một cây táo nữa. Đây, quả táo này. Đi vào nhá. Đi vào nhá. Đây là cây quả sum. Quả yêu thích nhất của Sasha. Và ở đây cũng có rất là nhiều ốp. Ốp này. Mười điểm, mười điểm, 100 điểm. Một quả sung nữa. Một quả sung nữa. Hello. Hello. Hello, quả sung. Sasha rất thích ăn sáng ở đây. Đây cũng có quả nho. Nhìn quả nho này. Bị ốm. Rất bẩn. Không ai ăn. Đây là cây nho. Và quả hồng. Ui, có con gì đây? Nhà của mình đang chín sữa khá là nhiều. Nên mình không muốn qua những khu vực đang chín sữa. Bởi vì nó bẩn lắm các bạn. Và quá là bẩn. Đây là nhà của Sasha. Sasha đang sống ở một ngôi nhà riêng. Bởi vì Sasha không sống tại thành phố. Sasha là nhà quê mà. Sasha không thích thành phố lắm. Nhưng Hà Nội thì Sasha thích. Một chút. Cô đấy thì muốn đi chơi. Muốn đi chơi không? Muốn ta đi ra đồng. Mình rất thích nhìn buổi tối như vậy. Và đây chính là những khoảnh khắc để cuộc sống của mình ở quê. Và cảm ơn các bạn đã xem video này và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Bye bye.